Yo, hello các homie nhá. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Thì nay mình sẽ tiếp tục series con bo The Land nhé. Ok, thì trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé. Và cái like và share tất cả các cộng đồng mạng luôn. Mà nào chưa đăng ký, nhớ bấm vào đăng ký đi nha. V1 đăng ký tuy nó miễn phí mà nhưng mà nó lại tạo động lực để mình làm thêm nhiều sản phẩm video khác hay hơn và hấp dẫn hơn như thế này nữa nhé. Ok. Tập trước là mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ mà phá hủy năm cái drone. Năm cái drone theo dõi người dân ở trong đây. Ok, cứ mỗi lần mình quay lại đây là cái anh Marcus lại kêu mình tới gặp. Nhưng mà mình nhớ là mình nhận cái nhiệm vụ đó rồi mà ta. Chắc là tập này mình sẽ làm cái nhiệm vụ đó để ảnh khỏi phải nói. Tập trước là mình đã xử lý hết năm cái drone mà tụi quân đội đặt ở đây theo dõi người dân rồi. Nhưng mà mình thấy cái drone nó vẫn còn nằm ở kia kìa. Ủa, lần trước là mình nhớ là mình nhận cái nhiệm vụ đó rồi. Cái drone bây giờ lại nằm ở đây. Ok, cái drone nó kiểu như là nó chỉ có nằm ở chỗ đó, nó không có đụng đậy gì tới nhiều về cái mạch cốt truyện nữa. Nhưng mà nhận cái nhiệm vụ của anh kia để khỏi ảnh khỏi nói. Rồi thì cái DLC này tổng cộng có tới 44 nhiệm vụ lận. Đây là tha hồ mà quẩy. Nhiệm vụ của anh này giao thì chắc cũng chạy vòng vòng quanh đây à, không có nhiều. Ok, nhiệm vụ này là nhiệm vụ thu thập thôi. Kiểu là khi nào mình thu thập đủ thì mình quay lại. Tập này thì chắc sẽ đến khu vực này xử lý hết ba cái nhiệm vụ này. Làm nhiệm vụ này trước đi nhờ. Ok, nếu mà đường xa quá thì mình có thể sẽ kiếp qua. Anh giờ Ok, mình tới được cái điểm này rồi. Mình cũng biết được cái nhiệm vụ của ông Kết kêu mình làm rồi. Sau khi mà mình tiêu diệt cái đám lính á thì nó sẽ rớt ra những cái co cho mình, sau đó là mình thu thập những cái co đó. Mà cái cò nó hơi khó chịu, cái nó hơi nổ nổ giật 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 giật. Còn đúng không? Đó, cứ lụm, cứ mỗi lần mà lụm mấy cái co đó là sẽ có cái hiệu ứng nổ đùng 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 vậy. Co là tới 4 màu co lận, tương đương với lại 4 nguyên tố điện, lửa, cái màu vàng là nổ, với lại cái nguyên tử màu xanh lá. Con này thì mình không không cần mình phải bắn chết nó đâu, chỉ cần bắn sau cái bình thôi là được rồi. Đâu hình à quên, chỉ có ba cái co thôi, nhưng mà cái màu vàng thì nó lại cho cái hình năng lượng xanh lá.
là lần trước á, vậy là mình có đi, mấy bạn nhớ mình đi mình làm cái nhiệm vụ mà hạ bốn em mà thuộc cái đội Assassin, nó đội sát thủ á, thì mình có nghiên cứu. Ồ, đây con boss hả, nó rớt ra khẩu súng ngon nè. Hiện tại mình đang full, lượm quá nhiều súng rồi. Drop cái này đi để lấy cây súng xịn của nó. Ủa không được rồi. Đây đây đây, cái đội Assassin đây. Thì cái đội Assassin sẽ theo thứ tự nữa nha. Đầu tiên là Hera trước. Đó, xong rồi tới Mirin và đó, xong rồi mình sau khi mà mình hạ được em này rồi ấy, thì mới bắt đầu là mấy em kia mới xuất hiện. Thì bỏ bịch máu ra cũng không được hả, vậy phải bỏ một cái khẩu súng dởm dởm ra. Khoan khoan, tại à nhớ rồi. Thật ra là mình có kiếp, gọi là không phải kiếp mà là mình có chơi cái chế độ khó để cày đồ, thì mình có tiêu diệt con boss đó rồi, nên là mình mới tìm ra được cái nguyên nhân là tại sao là mấy cái chỗ mà người ta mấy cái phần kia lại không được kích hoạt á, mấy cái phần nhiệm vụ kia của mấy bốn bốn em sát thủ á không được kích hoạt. Ok, ở đây thì có hai con boss, một con boss ở phía nam với lại một con boss ở phía bắc thôi. Trên đường đi thì mình có thể làm được song song nhiều nhiệm vụ khác. Ok, lần này mình sẽ đi chiếc Rider, tại vì đi Rider thì sẽ nhanh hơn và mình sẽ kiếp qua khúc này cho tới khi mà mình tới nơi nhé. Ok, mình tới được cái nơi thứ hai rồi. Ây da. Rồi đúng rồi, thả xuống. Mấy tên quân đội này thả xuống để mình lấy mấy cái co nữa. Thật ra cái nhiệm vụ này là có thể nhận ngay từ đầu đó, thì khi mà mấy bạn làm mấy cái nhiệm vụ kia nó sẽ nhanh hơn thôi. Với lại nhiệm vụ mà lấy co này cũng chỉ là để farm thôi à. Hạ những con, hạ mấy thằng này nhiều thì để farm được nhiều thôi. Thì à, nhưng mà cái hiệu ứng nó giật 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 khó chịu quá. Không rồi. Còn một cái nhiệm vụ mà tiêu diệt hai thằng này là hai chỉ huy ở hai đầu thôi, Bắc Nam thôi. Ok. Mình sẽ làm những cái nhiệm vụ trên cả cái con đường này luôn. Tranh thủ. Ý, ây ây. Ice cream day, oh snap, it's ice cream day. Rocky road, a la mode. Oh, I'm in the mode for ice cream day. Oh, dear God, what was that? Oh, you were recording that? Dude, that is so mean. You are so mean, Derek. I am not sharing my ice cream with you. It's Rocky Road, too. Oh, I heard. I just need the access code for today. No, Derek. It was your day to have the access code. I'm on personal ice cream leave of absence. Code 3.5.31 in the manual clearly states. Then where is the code? Oh, you had it. I saw you. Oh, no, that is bad. Oh, I screwed up big time. Did you do, Derek? I might have played hooky to go check out the world's largest bullet. I think I left it there. Left the access code, something that jeopardizes all of our lives, that's all of them, at the world's largest bullet? Yes, correct. I got ice cream. Ice cream. Ok. Một cái người ta, một cái đoạn ghi âm của một anh lính đang phấn khởi, bởi vì cuối cùng cũng là tới cái ngày để được ăn kem. Thật ra là cái nhiệm vụ đó là em Athena giao cho mình đi để lấy cái code cho em.
Nhưng mà trong đoạn ghi âm đó thì hai anh lính không có nói nhiều về cái code mà chỉ nói về những cái chat chít cái ngày đi ăn kem, nên là mình cần phải đi ra mình tìm cái cuộn băng khác. Ok, mình tới nơi rồi. Ấy, để cái xe gần quá. Đây thì có con Ron, đúng rồi, chỉ có con Ron mới tỉa mình nhiều tới như vậy thôi. Nhưng mà hạ con Ron thì sẽ không có cho được cái co, chỉ có hạ mấy thằng lính thì mới có co thôi. Ủa, hello. Ủa, con sống à? À không không, thằng khác. Ý, mình hạ nó sớm quá, nó giăng cái kia đi mất tiêu rồi. Ê. Ok, cái co rớt trên đó thì thôi chịu. Defend, defend thì cũng như nhau thôi. Mình có thể kéo bọn này lại đây được không ta? Mình không muốn nó rớt. Đúng rồi, mình không muốn nó rớt xuống vực thì mình sẽ có được cái co. Đấy đấy, lại đây, lại đây, lại đây, đừng đừng, đúng rồi. Đó, ở đây là đẹp. Tướng này đúng không? Ở Commander Typhoon. Thật ra đó, thấy đi đâu vậy? Ok. Combat Medic mới đầu tưởng nó yếu nhưng mà nó khá là lợi nha, khi mà nó đi chung với lại những cái quân mà khỏe khỏe, nó cứ bút máu liên tục luôn như pha hồi nãy á, mấy bạn thấy không? Nó cứ bút máu cho cái thằng to to này riết. Ok, vậy là xong. Như mình thấy nãy là cái nhiệm vụ mà đi tìm cái code vẫn chưa xong như vậy. Code Breaker nè. Gần không? Ok, code Breaker gần. Ok, mình sẽ skip qua khúc này cho tới khi nào mà mình tới được nơi nhé. Hình như khu này nếu mà mình xử lý thì không biết là có người nào tới đây sống không ta. Tại thường là mình ít thấy là những cái chỗ nào mà có thấy hai cái thùng bán hàng ở trong giữa khu của tụi cướp cả. Xong hết rồi đúng không? To be personally endorsed by notorious ladies' man, Mr. Shank. Yeah, so this shit is tits, guys. You should see what my bitch thinks of me now. Her name is Chad Nina, and she. My mission is accomplished. When you have the code, rendezvous at our previous location. Athena out. Okay. Bây giờ phải quanh về.
Seaborn Junction nè, cái khu này. Vậy là mình phải quay về cái khu đầu rồi. Để xem. Vậy là sao ta giống như là giải mã cái đoạn ghi âm đó để lấy cái code đúng không? Mình phải tìm người nào đó giải mã. Thực ra cả hai đều là tuyến nhiệm vụ chính đó, tại mình nhận nhiệm vụ từ em Athena mà. Nói chung là nhiệm vụ nào từ em Athena đều là nhiệm vụ chính cả. Còn những nhiệm vụ mà từ những người kia là chủ yếu là để mình cày đồ, mình lấy kinh nghiệm, mình lấy súng thôi, nhưng mà mình đã full hết rồi. Ok, mình sẽ keep qua khúc này cho tới khi mà mình về tới nơi nhé. Ok, về tới nơi rồi, trả nhiệm vụ, từng nhiệm vụ dần. Này, ok. Anh Kurt không còn cho mình thêm nhiệm vụ nữa. Good luck. Hello, Traveler. There are new missions available on the T-Bone Junction Bounty Board. Ok, mình có nhận thêm được một số nhiệm vụ của em lắp sát nữa. Tìm những cái đoạn ghi âm, có tới 5 cái đoạn ghi âm. Wow. Hey Sugar, I've got another job for you. Oh. Stop on by. Em Moxie có nhiệm vụ cho mình nè. Bây giờ là phải tới chỗ của em Moxie hả? Nhưng mà mình có nhiệm vụ nào gần đó không? Chắc cũng phải để tập sau. Round End. À, Athena bây giờ giao cho mình cái nhiệm vụ là kích hoạt cây cầu. Nghĩa là tụi kia nó đã chiếm cây cầu rồi, bây giờ mình phải đi mở cây cầu. Sau đó là có thể là tiêu diệt thêm có một tên tướng nữa. Ở Jack. Này thì là đi tìm những cái đoạn ghi âm để tìm ra được cái nguyên nhân của cái mục đích của tướng Nod. Nhiệm vụ này là tiêu diệt cái con này, Kai Rapper, chắc là con quái thú, cũng hay. Đi tìm con, ok, Miranda đã xong rồi. Theresia thì có thể là chắc ở cái chỗ mà trong tập trước mình tới mà không có. Thì mấy em này là xuất hiện theo thứ tự. Cái đội quân của mấy em sẽ xuất hiện theo tự và ở cái điểm đó thôi. Nên là nếu mà mấy bạn chưa tiêu diệt được mấy em ở cái điểm đó thì lần sau tới thì tiêu diệt thôi. Ok, và chắc là video này mình cũng dừng lại tại đây nhé. Nếu mà bạn nào thấy hay nhớ đây một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.